Em à, xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là có phân tầng CVL này ha. Hôm gài có anh em mình hỏi mà em hết hàng nè. Này thì em có khui được 3 bộ anh em ha, với một cặp loa trung của CVL với lại một con súp ha. Ở con súp này hôm gài em cũng hết hàng luôn em. Này em khui được một con súp Boss AM5 Series 3 anh em. Con này còn rất là đẹp luôn anh em ạ ha. Nó còn thơm phức luôn ha. Thì một tí nữa em sẽ báo giá chi tiết từng món một nha. Và con Center Onkyo đó em bán nhanh cho anh em mình là giá 1 triệu đồng luôn ha. Giá 1 triệu đồng con Center Onkyo anh em nha. Onkyo tem vàng ha. Và đầu tiên đây sẽ là một cái cặp loa trung ha. Một cái cặp loa trung của CBL hàng Mỹ xịn và được sản xuất tại Mỹ anh em ha. Cặp loa trung này thì có cái đường kính là nó 11 phân hơn ha. 11 phân hơn. Và chiều xéo của em nó là 13 phân rưỡi nha. Đó. Đây là loa trung 1 tấc 2 đó anh em nha. Màn giấy ha, đó, màn giấy nón giấy và gân của nó là gân vải ha và gân còn nguyên zin nha. Gân còn nguyên zin và răng mềm mại hoạt động rất là ngon lành ha. Cặp này anh em mình lấy về nghe nhạc và karaoke lắp thùng loa ba đường tiếng đồ rất là ngon luôn ha. Đó, cặp này còn rất là đẹp anh em ạ. À. Cặp loa trung CBL này giá là 1 triệu đồng ha, giá là 1 triệu đồng cho anh em mình nha. Anh em mình có nhu cầu thì mình alo cho em ha. Rồi tiếp bên hông đây là ba bộ phân tầng ha, thì giá như cũ thôi. Anh em nào mà hổm gầy liên hệ em mà hết hàng á, nay còn nhu cầu thì mình alo lại cho em nha. Thì lâu lâu nó về được một vài bộ bên em. Đây là hàng phân tầng CBL hàng Mỹ xịn nha và được sản xuất tại Mỹ luôn ha. Đó, xin 100% hết nha anh em. Những nhựa thông này là xin 100% hết của hãng này ha. Đó. Thì keo đồ là nguyên bản nguyên xin ha, đó, nguyên bản nguyên xin. Đó, hoạt động tốt anh em nha, ba đường tiếng nha. Phân tầng đánh cho bass trung trép, anh em mình sử dụng nghe nhạc và karaoke đều được nha. Nói chung lo trên lo và phân tầng trên clip hôm nay em giới thiệu đều nghe nhạc và karaoke được ha. Đây, phân tầng ba đường tiếng nha. CBL thì họ hay làm mấy cái màu dây nó màu mè vậy anh em ha, đặc trưng của CBL họ hay làm vậy lắm. Thì anh em mình mua phân tầng hiện nay thì trên thị trường em thấy người ta bán phân tầng hàng giả hàng nhái quá nhiều luôn anh em ạ ha. Nó CBL nhưng mà dây nhìn là với lại phân tầng nhìn rất là đều anh em, nhưng mà có nhiều nơi thì người ta vẫn báo là hàng xịn anh em nha. Đó, thì như những cái bộ phân tầng như thế này là hàng chuẩn xịn 100% này anh em nha. Đó, hàng chuẩn xịn 100% cho anh em mình nha. Nói chung bên em thì chỉ bán hàng xịn cho anh em mình thôi ha. Sưu tầm được bao nhiêu bán bấy nhiêu anh em ạ ha. Và cái mẫu phân tầng này thì hầu như là ở Việt Nam em là bán nhiều nhất anh em, tại em có cái nguồn hàng này nha. Đó, có nguồn hàng phân tầng này có là em gom hết luôn ha, nhưng mà nó không có nhiều anh em nha. Đó, lâu lâu có một vài bộ vậy đó. Giá lần này vẫn vậy thôi là 1,3 triệu một bộ ha, 1,3 triệu một bộ. Cho anh em mình nha. Đó, giá trên em sẽ bao ship khi anh em mình chuyển khoản đủ ha. Còn anh em mình mới theo dõi kênh hoặc là anh em mình chưa có giao dịch đó, thì anh em mình có thể đặt cọc ha, đặt cọc rồi nhận hàng thanh toán hết thì giá vẫn là 1,3 triệu, nhưng mà anh em mình trả tiền cước vận chuyển giùm em nha. Còn anh em mình theo dõi kênh lâu rồi, tin tưởng em rồi hoặc là đã từng mua hàng bên em ha, thì anh em mình có thể chuyển đủ trước thì em sẽ bao ship cho anh em mình nha. Tiền cước thì nó cũng không có nhiều anh em, nhưng mà được bao ship thì anh em mình vẫn vui hơn ha. Thì đây là một cái con Center Onkyo nha. Con này thì em bán nhanh cho anh em mình là giá là 1 triệu đồng ha. Con này thì anh em mình ưng thì mình chốt sớm nha. Giá này thì quá là hời luôn anh em ha. Con này có đường kính chiều ngang của nó là 47 phân anh em nha, 47 phân và chiều sâu vô là 16 phân ha. Đó. Và con này thì nó có thể chỉnh lên xuống được tùy cái hướng của mình thích luôn anh em nha. Đó. Để em lấy ra đây rồi em quay cho nó dễ cho anh em mình xem ha. Nó có cái chân anh em ạ, ha, ở phía dưới nó có cái chân. Đây anh em, ha, phía dưới nó có một hai cái chân như thế này đây nha. Và nó có hai con ốc hai bên anh em. Anh em mình muốn nó nằm vị trí nào thì mình xí con ốc lại là nằm ở vị trí đó nha. Đó, còn không thì nó sẽ điều khiển được hai hướng như thế này ha. Còn anh em mình siết nó cứng cứng loạn tí á, thì anh em mình muốn để hướng nào thì để ha. Nó như anh em mình thích để hướng này đúng không, rồi anh em mình siết hai ngóc hai bên lại là nằm cố định hướng này ha. Thì đây là một con center của Onkyo ha, để em quay mặt sau cho anh em mình xem nha. Onkyo con này có model là SKC301 anh em nha. Đó, con này thì em sẽ có tăng kèm tụ nha. Anh em mình đấu qua tụ rồi thì anh em mình có thể ghép nghe nhạc và karaoke gia đình đều rất là hay nha. Những cái bộ dàn nghe nhạc và karaoke ha. Đó, thì có những con center này thì tiếng cực kỳ là phê luôn anh em ha. Có center vô là tiếng nó khác hoàn toàn luôn ha. Cái dãy trung âm, cái dãy trung tâm của nó rất là tốt anh em ạ ha. Center là để ở hướng giữa anh em nha. Anh em có thể để kệ tivi ha. Đó, hoặc là anh em mình có thể thiết kế cái dãy để cho em nó nha. Thì mỗi một con center như thế này em sẽ có tặng kèm một con tụ ha, để về anh em mình đấu qua tụ để mà anh em mình lấy tiếng lời nha. Nếu như anh em mình đấu trực tiếp vào những cái cọc loa hoặc là âm ly á ha, thì anh em mình đấu qua con tụ em gửi kèm để mình lấy cái tiếng lời và tiếng trét cho tiếng nó hay hơn ha. Anh em có thể karaoke và nghe nhạc đều được nha. Rồi con này giá là 1 triệu đồng anh em ha.
Và đây là phía bên trong của em nó nha. Đó, bên trong của em nó thì sử dụng hai cái lo lời ha, hai cái lo lời và một con lo chép ở phía giữa anh em nha. Con chép khá là to ha và hai con lo lời còn rất là đẹp luôn em ạ nha. Ở màn giấy ha, màn giấy gân vải ha, màn giấy gân vải và gân còn rất là mềm nha. Hàng nói chung là còn rất là ngon anh em ha. Đó, và lưới thì căng khung lưới thì đẹp ha, không có bị gãy cái chốt nào ha, không có bị gãy chốt nha anh em. Đó, rồi, con này thì giá 1 triệu đồng ha. 1 triệu đồng anh em nha. Center Ontario, con này anh em mình ưng thì alo sớm cho em ha. Và cuối cùng đây là một con support anh em nha. Đó, support hàng này em mới về luôn anh em, cực đẹp luôn ha. Mấy lo này thì hàng đa phần là em về là hàng đẹp là nhiều anh em ạ ha. Anh em có thể nhìn thấy đây. Ở mặt trước thì sẽ có một cái chữ boss ha và một cái lỗ hơi rất là to ở mặt trước nha. Và dưới này thì nó sẽ có chữ Acoustimax màu đỏ đây nha. Con này hậu rất là sâu anh em ạ ha, hậu sâu khoảng 48 phân ha, nó gần 50 phân anh em. 48 49 phân ha. Thì bên trong con này là thiết kế là hai cái củ súp nha, hai củ súp của boss. Đó, hàng xịn nha. Mấy cái này thì lao lên cái nữa là đen bóng cực đẹp luôn ha. Đây là bộ phận mặt sau ha, boss AM5 series 3 anh em nha. Và con này thì hàng là made in Mexico ha, hàng USA nhưng mà được sản xuất tại Mexico. Và lo thì có trở kháng là từ 4 tới 8 ohm ha. Đó, trở kháng dao động từ 4 tới 8 ohm và công suất là từ 10 cho tới 200W một kênh ha. Một kênh là một bên anh em nha. Đó, cái con này là hai kênh nha, hai kênh. Thì cái công suất của cái con súp này là nó tương đương với một cặp robot 301 đó anh em nha. Đó, nó cũng ngang ngang cỡ đó. Anh em mình có thể ghép song song với lại robot 301 ha, nó series 2 3 4 5 gì đó để mà anh em mình nghe nhạc và karaoke hoặc là những cặp lo công suất tương tự từ 200W ha, tầm 200W thì anh em mình có thể ghép chung với con súp này. Thì bên trong con súp này đã có mặt phân tầng rồi. Anh em mình cho tín hiệu amply hoặc men đẩy trực tiếp vào hai cái cọc dưới nè, mỗi một bên là một lo ha, hai bên là hai lo và trên này nó có thể out ra lo lời cho anh em mình ha, lo lời để trả lời karaoke ha, lo boss, lo cube xí ngầu rồi lo control gì đó ha, đó trả lời, nói chung là lo trả lời là anh em mình có thể câu đây để lấy tiếng lời nha. Ở bên trong nó có phân tầng rồi, anh em mình cứ cho tín hiệu trực tiếp vào là nó sẽ có phân tầng lọc sub cho anh em mình luôn, rồi nó sẽ out ra lo lời luôn ha. Đó, anh em mình mua con này chơi thì rất là ngon. Và con này hàng đẹp nha anh em nha, con này hàng đẹp như thế này thì giá là 3 triệu anh em nha. Còn boss AM5 series 3 hàng đẹp này thì giá là 3 triệu, hàng rất là đẹp anh em ha. Và cái con này thì còn rất là mới luôn, hơi bên trong thùng nè nó còn thơm phức luôn anh em nha, nó còn thơm phức cái mùi Mỹ luôn ha. Hàng về nói chung là rất là đẹp ha, anh em mình xem có nhu cầu thì mình alo cho em, giá là 3 triệu con support AM5 series 3 này nha. Hổm gà thì em hết hàng anh em, nay em khui đựng con ha. Rồi, và clip em xin được kết thúc tại đây, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha.